Bữa nay lướt toàn thấy lùm xùm vụ nhãn hàng nó bạn Quang Minh ăn nhiều sầu riêng trong phiên livestream. Theo quan điểm của mình, khi lên livestream bán hàng đồ ăn thì việc bóc ra ăn là chuyện bắt buộc, ăn để chứng minh sản phẩm của mình ngon và đảm bảo. Mà phải ăn làm sao để khách hàng xem qua livestream, thấy thèm thì mới xuất hiện nhu cầu mua hàng được. Cứ cho là các bạn ấy ăn thả ga thoải mái thì cũng chỉ hết khoảng 3 đến 4 quả sầu to là cùng. Trong khi ăn là để livestream bán hàng, mang về lợi nhuận cho nhãn hàng chứ có phải ăn hại đâu. Mà sầu riêng có ngon thì các bạn ấy cũng mới ăn nhiều như vậy. Người ta nói miếng ăn là miếng nhục, nên nếu chưa đủ độ thân thiết thì không nên quá xuồng xã, nói đùa kiểu vậy trực tiếp trên bao nhiêu người, rất dễ gây ra những hiểu lầm không đáng có. Sẵn có quả sầu riêng ngon vừa chín tới, Giang hướng dẫn cho các chị em mình cùng làm bánh crepe sầu riêng công thức kinh doanh, ăn mê lắm nhở. Phần vỏ bánh Giang sẽ sử dụng trứng gà ta thả vườn nhà bà ngoại, thêm đường cát vàng, chút muối, sữa tươi và nước lọc quấy cho thật tan. Tiếp theo là thêm bột mì và bột bắp. Các bạn nên cho từ từ và khuấy đều để không bị vón cục. Để bột nghỉ trong khoảng 30 phút cho đến 1 tiếng cho nở. Muốn bánh được thơm hơn thì chúng ta sẽ cho thêm một chút bơ đun chảy. Làm bánh hay nấu ăn cùng Giang thì cứ chuẩn công thức cân bằng cân tiểu ly là auto thành công. Vì công thức này thì Giang đã test rất là nhiều lần rồi. Trước khi đi đổ vỏ bánh, để đảm bảo bột thật là mịn thì Giang sẽ lọc qua rây để loại bỏ những phần bột chưa tan hoàn toàn. Đối với bánh crepe sầu này thì việc đổ vỏ bánh làm sao cho mỏng, chín mà không bị cháy xem như là phần khó nhất. Đây là kiếp nạn mà các bạn sẽ cần phải vượt qua nếu muốn hoàn thành món bánh crepe sầu này. Làm chảo nóng với nhiệt độ nhỏ, sau đó cho một muôi bột lúc nãy vừa pha vào và lia chảo thật nhanh để cho bột chảy thật mỏng ra rìa. Lưu ý, đổ bánh các chị em để lửa nhỏ và dùng chảo chống dính nhé. Mới đầu thì sẽ hơi khó, nhưng làm khoảng 2 đến 3 lần là quen tay và cảm nhận được nhiệt ngay. Phần kem thì Giang sẽ sử dụng whipping cream cộng với cả một chút đường, dùng máy đánh trứng đánh bông lên như thế này là đạt. Do sầu đã ngọt nên Giang chỉ cho rất là ít đường ở phần kem này nhé. Lấy một miếng vỏ bánh xếp lên mặt phẳng, sau đó cho lần lượt kem và sầu riêng tươi lên trên, gấp mép thành những miếng bánh xinh xắn như thế này. Bánh crepe với lớp vỏ mỏng tanh, quyện cùng sầu riêng tươi và lớp kem béo ngậy, làm tan chảy biết bao con tim. Cho vào ngăn mát khoảng 6 tiếng, lấy ra ăn sẽ ngon hơn. Giang chúc tất cả chị em mình thành công, học nấu ăn cùng Cao Giang, công thức chuẩn Tùng Ram, nấu là ngon.